Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bộ đề kiểm tra đánh giá năng lực toán lớp 2. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 18. Câu trả lời nào đúng? Câu A: cần thêm vào số 9 bao nhiêu đơn vị để được số 15? Như vậy chúng ta hiểu rằng là 9 ta cộng cho bao nhiêu là bằng 15. Đó. 9 ta cộng cho 6 là bằng 15. Vậy là câu B. 16 ít hơn 23 bao nhiêu đơn vị, thì có nghĩa là chúng ta lấy 23 trừ cho 16 bằng 13, mà ta trừ cho 6 là còn là 7. Vậy là câu C. Hình tam giác có giá trị bằng bao nhiêu? Bên này là 12. Này giống như cái căn vậy, cái căn đĩa vậy đó. Bên này 12 thì bên này cũng phải là 12. Giờ chỗ này là đã có 7 rồi, giờ nó lấy 12 mà ta trừ 7 là còn lại là 5. Nè, 12 là trừ 7 là bằng 5. Vậy là câu C. Hình dưới đây là hình gì? Cái hình này nó là hình chữ nhật. Chúng ta qua bài số 2. Đúng thì ghi D mà sai thì ghép. Quan sát hình. Một khối cái màu xanh xanh này có giá trị là, rồi trong này là cái cục bên này là 11, bên này là 7, ta cộng với là hai cục này. Đó. Hai bên này cân bằng nhau, cái kim nó ở giữa. Thì bên này nó phải tổng bên này nó cũng là 11. À. Bây giờ ta lấy 11 mà ta trừ cho 7 là bằng là 4. Đó, 4. 4 như vậy là hai cái này là 4 này, hai cái này là 4. Như vậy mỗi cái là bằng 2. Đó, mỗi cái là 2. Như vậy là cái này là mỗi cái là 2. À. Như vậy là người ta nói là một cái là bao nhiêu, 4 là sai. À, mỗi cái là 2 là đúng này. 2 là cộng 2 bằng 4, 4 là cộng 7 là bằng 11. Bên này 11 cân bằng nhau. Phần tự luận đặc tính đầu tính 54 ta cộng 40 16. Bốn cộng sáu bằng 10, viết không ta nhớ 1. 5 cộng 4 bằng 9, 1 nhớ nữa là bằng 10. 27 ta cộng với 45. 7 cộng 5 bằng 12, với 2 ta nhớ 1. 4 2 6 1 bằng 7. 32 ta trừ cho 20 13. 2 ta trừ 3 được, ta lấy 12 ta trừ 3 cùng 9. 9 ta trả 1. 2 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0 thì khỏi cần ghi. 44 ta trừ cho 20 16. 4 ta trừ 6 được, ta lấy 14 ta trừ 6 bằng 8. 8 ta trả 1. 2 1 bằng 3, 4 ta trừ 3 bằng 1. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2, tính nhẩm. 30 mà ta cộng với 70 là bằng 100. 40 mà ta cộng với 60 là bằng 100. 20 ta cộng với 80 là bằng 100. 10 ta cộng với 90 là bằng 100. Bài số 3, thực hiện cách phép tính. 45 ta trừ cho 9, rồi ta trừ cho 1, rồi bằng bao nhiêu? Vậy là cái chỗ này thì chúng ta chưa có số liệu để chúng ta trừ được. 45 ta trừ cho 9, 9 5 ta trừ cho 9 không được, ta lấy 15. 15 ta trừ 9 là còn là 6, như vậy là 30 16. Nè. 36 mà ta trừ cho 1 như vậy còn là 35. 35. 35 thì ngay chỗ này là con số đây là, đây là số trừ thì đây là số bị trừ, đây là số trừ và đây là hiệu. Vậy là muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ. Ta trừ đi hiệu. 45 là trừ cho 35 như vậy là 10. Rồi cái này chúng ta ngay chỗ này cũng chưa làm được, chúng ta sẽ làm dòng này lên.
62 mà ta trừ cho 3 như vậy là còn lại là 59. 59 mà ta trừ cho 7 là còn là 52. Rồi, ngay chỗ này cũng tương tự vậy. Rồi, chúng ta muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ, ta trừ đi hiệu. 62 là trừ cho 52 là còn là 10. Bài này cũng tương tự vậy. 25 mà ta cộng cho 6 là bằng 31. 31 mà ta cộng 4 là bằng 35. Giờ đây là một dấu cộng thì đây là một cái tổng, muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết, ta lấy 35 ta trừ cho 25 là 10. 19 mà ta cộng cho 3 là 22. 22 ta cộng 7 9, như vậy là 29. Đây là muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết, ta lấy 29 ta trừ cho 19 còn là 10. Năm 1911 tại bến cảng Nhà Rồng, đây bến cảng Nhà Rồng ở thành phố Hồ Chí Minh này. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước khi mới 21 tuổi. Sau nhiều năm bôn ba qua nhiều nước trên thế giới, Bác về nước khi đã 51 tuổi. Hỏi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước trong bao nhiêu năm? Như vậy ta lấy 51 ta sẽ trừ cho 21, 51 ta trừ cho 21. Rồi. Hỏi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước trong bao nhiêu năm? Số 5. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là chúng ta lấy khi về thì 51 tuổi này, mà khi đi là 21 này, 30 năm. 30 đáp số 30 năm. Chúng ta qua bài số 5. Hãy cho biết độ dài của đoạn thẳng và đường cong, trả lời vào chỗ trống. Như vậy cái độ dài của đoạn thẳng này chúng ta sẽ đo bằng cách như thế này. Lấy thước chúng ta đo. Rồi. Đo thì thầy thấy là thầy lấy tròn là 7 nha, tại vì nó chưa được lớn hơn 7, lớn hơn 7 cm. Giờ thầy lấy tròn là 7 cm nha. Đường thẳng là 7 cm. Còn cái đường cong này làm sao chúng ta đo? Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ lấy cái sợi dây như thế này, ta uốn theo cái này, được không? Uốn theo cái đường cong này. Rồi chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ đo cái sợi dây. Uốn theo đường cong này. Cái này mà lấy cái dây nhỏ nhỏ hơn tí thì hay. Rồi. Cái này thì sợi chỉ. Rồi. Rồi thầy đo. Thầy đo thử cái sợi này. Là kéo căng ra thầy đo. Đây thầy đo là được là 6 cm. Đây. Và cái này thầy đo là được là 6 cm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đọc sách, các em vào đó các em tìm nhé. Chúc các em học giỏi.